bao giờ cái năm 23 ok giờ làm năm 23 luôn nè, giờ làm năm 23 năm 23 đúng không, năm 23 rồi này đó, khá ngon. Năm 23 chẳng này đá EALL để kiếm tiền, EALL năm 23 cái mùi dưới người bơ này, 23 Bandai sao biết đâu không, sao biết đẩy về CB luôn, Cruz 2CM Rô Béo Kevin Netpet đó là Kim Điền nha. Năm 23 ok để chỉnh cái quân đội coi, năm 23 này chứ gì vậy, 23 năm 23 phải cũng nhanh á, năm 23 phải cũng nhanh á, chiền xa dài đó nhiều á, nhanh dài 54-55 á, dài tạt có tạt tấm cao xíu để chuyền bóng, chuyền xâm vọng cấm nhiều á, xuất xa ở xa 2cm cự ly hình hẹp lại xíu, liệt giảm lại áp lực thấp thôi để dành cho thủ chạy về. 23 đây là chiến thuật đội 523 nha, chiến đơn 523 nha, sẽ nắp về chỗ hai anh tiền đạo cánh này thì 32 để cho nó khỏi lên luôn đi, coi nhóm công đi, nhóm công đẩy hàng này CC2 cho hàng cầu hai cấp khỏi lên 32 hai đó cân bằng đấy ok nha, chiến đội chiến đơn anh em có thể copy khi cần nha. Nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên 523. Có 532 nữa. Dấu tên 188 đã uy scan 15.000 đồng. Check homing ước 2 Katinya in game Quang Quy Huy. Cả 188 nha, chắc để mai luôn, 188 rồi, tí đá rồi, đá xong tí off rồi. Mai. Mai 7 giờ nha anh em nha, mai 7 giờ nhận điều check. Nếu mai 7 giờ tôi check cho bạn đầu like cho. Em vô coi lại đây. Ok nha, 523. 23 Graham Potter dạo này cũng hơi căng ở Chelsea. Ok để đây tôi làm đội hình này là Graham Potter có xem là phải là set up lại đội hình chiến thuật lại. Thành Hòa đưa cho Graham Potter lên trở lại ngôi vị vinh quang đã từng giúp Brighton. 523. Đây, 523. Được luôn ha, được qua đội hình ổn áp đó. Em bắt B thì chọn LL hay World Cup à? World Cup đi, World Cup ngon hơn chứ, ngon hơn. Quay sau mặt này tôi ra tôi test đặt bạn, tôi có hai test hai hạt bạn. Nay tôi ra mặt nữa tôi test. Khá ngon á, đội hình hôm nay test cũng khá ok, hôm nay test hạt khá ok. Nghe này xem để lại một like nha mọi người nha, cảm ơn em rất nhiều. Có 532 nữa. Ok, để hôm mai, tôi đánh 532. Nè, 523 đó mà, 532 năm hậu vệ. Em đang xem cho một like, một subscribe luôn nha. Red Bull team Chelsea 4231 Chelsea. Trận đấu này là trận đấu đi kiếm BB thôi, trận đấu đá này kiếm BB nhiều lắm, kiếm BB nhiều. Năm 23 này đội hình là đội hình thành công nhanh á, thành công nhanh lắm, thủ nó chặt nữa, thủ có AMCM chạy về nữa, năm hậu vệ thì đôi này tôi nghĩ là mơ tay này đá rồi này khá ok á, những bạn nào thủ mà sợ mà ít người á, năm 23 này thủ đông lắm, năm 23 này chỉnh hai hậu vệ cánh khỏi chạy lên luôn, anh em khỏi sợ bị phản công. Nhưng mà cái đội này khi tấn công thì nó hơi khó, được chuyền dài hơn nhiều. Trò gì của anh dở vậy? Bài luôn ta. Mình nét bé trận này hơi ấy nha.
Ê, bây giờ đứng chỗ ông ta, nếu vào đông cờ động, nó phải chạy trước đó. So min. Hay đấy. À đổi số hồ vệ, mình chơi 5 hồ vệ gặp này số hồ vệ luôn hả? Căng ta, trận này chắc quê quá. Không hồ vệ, số hồ vệ luôn. Hay quá vậy. Trời ơi, tao phải tạc của anh đó đủ vậy. Căng nha. Dấu tên 064 đã rescan 5.000 đồng. A ơi e Zuzi nè A thiếu cách lên TDOI 064 nha. Tiếp tục là thách đấu là anh em phải cải thiện kỹ năng anh em à. Thách đấu là anh em phải cải thiện kỹ năng lên chứ sao giờ. Thì cái là thách đấu thực chất là anh em làm cái hiện tại cái ra mấy video về cải thiện phòng ngự, cải thiện sút á, cải thiện truyền anh em cải thiện được mấy cái đó là làm theo video đó là em sẽ lên thách đấu á, còn lại cho mọi người thôi. Thực chất tập giết D chứ còn cấm là cũng lên thách đấu á chứ. Căng nghe thách đấu căng thẳng nha. Hay quá vậy. Mày chạy cánh tạc à? Lỗi nha. Dấu tên 064 đã rescan 5.000 đồng. Này A check ở EDS cần Ben UAMD hay CA722WCA? CR7 chứ, CR7 cơ thay tiền đạo chứ. Rồi nó thiếu tiền đạo, nó CR7 để dự bị cho hình nó chính những cái đồ béo rồi phải. CR7 á, có nói mà đúng không? Có nói trong video á. Phát mạch đã rescan 5.000 đồng. Con CA721TS cộng 5 đá quốc dân DC không anh nhỉ. Cảm phát mạch nha. Tạm mà tôi nghĩ anh em mua xe 721TS nên mua xe 7 World Cup 22 á. Thì tính hơn chứ. Xe 7 World Cup 22 thì tính hơn. Tết cũ quá. Hay là sao à, tối nay bận nên không stream được anh em à. Nay stream sớm. Mai sẽ lại 7 giờ nha. Mai cũng lại 7 giờ. Trời hay quá vậy. Trời ơi, cửa đó không vô luôn hả? Này trời không gian à. Quỷ quá. Canh hay quá, chạy nhanh quá, chạy lại. Có nha, đâu nha, đâu ta, đằng căng á. Sao gỡ được đây? Điều của Costa trên Chelsea à. Chà. Tôi có muốn hòa hồi nãy cái phụ không? Hồi nãy như không có phụ luôn đúng không? Hay không có phụ luôn ta. Tôi không muốn trận này hòa đâu. Tôi muốn thắng. Vừa được lên được hình thoại thì bàn phím bị hư rồi. Cày nét phím luôn à, cày nét phím luôn. Cày nét phím luôn mà chuyển qua tay cầm. Tay cầm không bị nét đâu. Tay cầm dưới đá nhiều quá nó hư tay ra.
sâu diễn nó chịu ha. Ơi vậy? Ơi tôi bị vậy? Tôi bị nó giật á. Ơi đừng nha. Đừng nha. Ơi giật như ta. Giật như ta, phải nó giật ha. Tôi bị giật hai cái chứ. Nó sao bị giật ta? Phải xử lý ổng áo à, và nó sút không vô nè. Và đó mà sút không vô á, và nó phải dừng lại mới vô. Và đó mà sút là gôn nó sẽ đỡ. Cẩn thận xử lý cái cỡ đó chắc ăn. Và đến nếu mà sút thành gôn nó sẽ đỡ ngay góc gần. Không vô được, phải dừng lại nhịp chân của nó lỡ nhịp, nó lỡ bước. Nàng kiều phải lỡ bước thì mình mới sút được cái vào anh đó. Mà nó sút khó. Có anh nhiều thứ hay á, nhiều thứ nói chuyện luôn. Học từ bớt nhạc. Chẳng mà. Ơi tôi không muốn hòa đâu, không hòa đâu. Còn cái nào thua đâu. Hòa cái nào thua đâu. Pha này tôi ấy nha, pha này tôi hắt não ông kia. Tôi không biết khi nào tôi thực hiện với ta hắt não. Lâu lâu rồi, trận này cần thắng phải làm vậy đây nè. Tôi không muốn hòa. Thắng hay thua. Ôi ôi, tôi không muốn hòa đâu. Em chơi sơ đồ 4-2-2 của anh, sao cầu thủ không chịu dâng lên à? Quan trọng đó là những cầu thủ nào nữa nha. Đó là những cầu thủ nào nữa chứ. Đừng dùng mấy con mùa cũ nha, phải dùng mùa mới, mấy con rô béo rồi đó. Dâng lên hết. Ronaldo. Xuống đi rồi chắc. Thường tôi rơi qua hay tôi có thói quen được chạy dùng thần luôn. Đâu này xuống đi. Thực ra bàn gôn này chạy vô nhìn chết đẹp. Này suốt em chắc đi. Rồi bế vào bàn luôn. 5-2-3. Phải công nhanh. Đêm này mà ông này chứ còn để cho 5-2-3 nó phải công nhanh là chết rồi. Rồi nãy giờ ông thủ chặt á, ông thủ thấp á thì nó không xuyên được chứ. Khi mà anh bị dẫn trước rồi á, anh dâng lên là mình sẽ nhiều cái đá nữa. 2-3 nó đội hình này chờ phản công à. Đội phản công. Nãy giờ thủ chặt là ông xuyên được nha, phản công nhanh là lần này. Ô lên chào, chào quầy. Đấu căng thẳng quá. Kỳ thầy quá chứ, kỳ thầy ấy chứ. À xử lý. Ô tuyệt coi. Rôn bồn bây giờ hình hại quá. Sút 4 trái vô 3 bàn hả? Trời, tỷ lệ sút chính xác cao quá vậy. Thường sút mười mấy trái hấp dẫn. Thua B nha, đã thắng trận 90B giờ nè. Thắng trận này là thu về được 100 triệu đúng không? 100 triệu BB đó, một trận là anh em được tới 100 triệu luôn. Hay là cái để anh em kiếm BB nè, đó một trận 10 phút là anh em được 100 triệu. 10 trận là anh em được hết cả tỷ rồi. Và sau khi anh em đá xong anh em còn được mấy cái cúp này để vô mua cửa hàng anh em mua nè. Cúp này nè, ủa quá trời BB luôn á. BB quá, hiện tại tôi đang có 575 điểm nè, là tôi quất được hồi đợt tôi mới quất được mấy tỷ rồi, 4-5 tỷ rồi. Sau một mùa là quất được 4-5 tỷ á.